Nó giống như kiểu là tóp mỡ mọi người ạ. Mình order qua fanpage vịt quay Hồng Kông Cường Phát. Combo này là combo thứ 2 và nó có giá là 420 cành. Sẽ gồm ra vịt quay lu cuốn và một phần vịt sốt chua ngọt. Cuối cùng là một bát canh măng. Set này cho 5 đến 6 người ăn. Tại vì chia giòn rất là thơm. Cũng ngon mọi người ạ. Cái phần da của nó khá là ngậy ấy. Rất là thơm, mùi kiểu rau á. Nói chung ăn món này mùa hè là chuẩn. Nhưng mà nó sẽ, cái da nó sẽ ngấy nhá. Nó kiểu nó béo ấy. Nên là nếu như ai mà không ăn được kiểu đồ ngấy thì nên cân nhắc. Còn vị bình thì ăn nó thiên kiểu ngọt ngọt ấy. Đây nó thiên cái vị mặn nhiều hơn. Món này là món vịt sốt chua ngọt. Ok, mình sẽ ăn thử. Mời mọi người nhé. Dễ ăn. Có chua, có ngọt, có cay. Mình nghĩ nó dễ ăn. Chứ còn kiểu ngon hẳn. Quá mức thì cũng không đến mức đấy. Mà dễ ăn. Thì nó kiểu mọng nước mà nó không bị khô ấy. Nói chung ăn nhậu là cũng ok ấy. Món này mình chấm cho 7/10. Còn cái món này mình sẽ chấm cho nó 8. Làm thế nào đấy mà nó mỏng dính như thế này, nó bay hết cả cái phần mỡ, lớp mỡ ở dưới con vịt rồi. Thì bây giờ mình sẽ ăn. Rất là ngậy.